đàn ông sẽ chết mê chết mệt 9 điểm này ở phụ nữ. Kính thưa quý vị, có những người phụ nữ là thỏi nam châm thu hút đàn ông, và cũng có những người phụ nữ lại đứng trong danh sách hạn chế qua lại. Dưới đây là những mẫu phụ nữ thu hút và có sức công phá đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. 1. Nụ cười và khuôn mặt đẹp. Đàn ông thường đánh giá cao những người phụ nữ luôn mỉm cười với họ. Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cao có sẽ không hấp dẫn như người thường xuyên mỉm cười. Một nụ cười thân thiện, thoải mái sẽ giúp người đàn ông bớt lúng túng. Nhưng đôi khi, nụ cười có thể khiến nhiều người lầm tưởng và nghĩ rằng bạn đang có cảm tình với người ta hoặc đang cố ý tỏ ra khêu gợi, quyến rũ họ. Bởi vậy, hãy cười vừa phải, không cười quá nhiều hoặc quá lâu, trừ khi hai bạn đã thực sự hiểu về mối quan hệ với nhau. 2. Đôi mắt biết nói. Nhìn vào đôi mắt của ai đó, rất có thể bạn sẽ khám phá được thế giới nội tâm của họ. Đừng ngại nhìn vào mắt của đối phương bằng sự thân thiện và âu yếm. Từ ánh mắt sẽ bộc lộ cho chàng thấy được anh ấy đang tỏa sáng như thế nào trong mắt bạn, và các chàng trai đều rất thích điều này. 3. Mái tóc dài, mượt. Cái răng, cái tóc là góc con người. Đối với phụ nữ, mái tóc càng trở nên quan trọng, và đôi khi đây là thứ vũ khí hấp hồn phái mạnh hiệu quả. Nhiều anh chàng thường bị chú ý vào những cô gái có mái tóc dài, dày, mượt. Họ cũng thích những cô gái hay đùa nghịch với mái tóc khi đang nói chuyện với anh ta. 4. Lưng nhỏ nhắn, thon thả. Nếu bạn đang tự ti về mình, không có được vòng một nở nang quyến rũ, thì đừng bận lòng nữa. Không có được cái đó, chắc chắn các bạn sẽ được bù lại một thứ vũ khí lợi hại khác. Đó chính là tấm lưng quyến rũ. Phái mạnh đã thừa nhận rằng họ luôn bị quyến rũ bởi tấm lưng nhỏ nhắn, thon thả, khiến họ chỉ muốn ôm vào lòng. 5. Phụ nữ vòng bụng mềm mại. Bụng trước hoàn toàn khác với eo. Các chàng trai rất dễ phát điên bởi điểm này ở phụ nữ. Khác với vòng eo, phải trải qua một quá trình tập luyện rất nhiều để có được đường cong chữ S hút mắt. Một phần bụng trước mềm mại và tự nhiên khá dễ dàng để có được. Các bạn gái chỉ cần quan tâm chăm sóc, ăn uống điều độ một chút thì sẽ có được thôi. 6. Làn da mềm mại. Làn da mềm mại của phụ nữ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với đàn ông. Tuy nhiên, trong mắt phái mạnh, không phải những cô nàng càng ăn mặc hở hang, sexy thì họ càng bị thu hút. Đàn ông đặc biệt thích những cô gái xuất hiện trong chiếc áo ôm sát cơ thể với độ dài vừa phải để chạm tới chiếc quần jean, khéo léo để lộ ra một khoảng da nhỏ ở vùng eo mỗi khi giơ cao tay hoặc cúi thấp xuống. Những cô gái mặc những chiếc áo với cổ hơi rộng để lộ chiếc cổ thanh thoát cũng là hình ảnh có sức quyến rũ mạnh mẽ đối với nam giới. Đàn ông thích liếc nhìn phụ nữ như thế, và chính sự tò mò đã kích thích họ muốn nhìn nữ, nhìn mãi nơi làn da phụ nữ lấp ló sau sự kín đáo bề ngoài. 7. Giọng nói nữ tính. Phái nữ được tự nhiên ưu đãi một giọng nói tuyệt vời mà đàn ông yêu mến. Một số người đàn ông yêu giọng nói mạnh mẽ của nữ giới, số khác thích giọng nói nhẹ nhàng với tông thấp thấp. Một số phụ nữ có giọng khàn khàn khiến đấng mày râu mê mẩn. Một khảo sát đã chỉ ra rằng phụ nữ vô thức hạ giọng khi nói chuyện với người bạn đời tiềm năng. 8. Bí ẩn không đoán trước được. Đôi khi với cánh mày râu, sự khó nắm bắt chính là điểm hấp dẫn thú vị mà họ nhìn thấy ở các cô gái. Một người phụ nữ biết làm cho mình trở nên huyền bí, khó đoán biết, luôn mới lạ, thường kích thích cánh mày râu tìm hiểu. Thú nhận mọi thứ về bản thân không phải là tiêu chuẩn sống của mẫu phụ nữ này, bởi họ biết rằng khi mình vạch trần bản thân, điều đó có nghĩa mình trở nên nhạt nhẽo, vô vị. 9. Hiền dịu, thuần khiết. Rất nhiều chàng trai không cưỡng lại được xưng hấp dẫn của người con gái sở hữu vẻ đẹp hiền dịu, thuần khiết. Đặc biệt trong xã hội ngày nay, đàn ông nhận thấy việc gặp được người phụ nữ như vậy vô cùng khó khăn.
trong đời có 7 điều cần phải nhẫn để đại thành công. Kính thưa quý vị, cuộc sống này có một chữ mà rất hiếm người học được, đó chính là chữ nhẫn. 7 việc cần phải nhẫn. 1. Có nhiều việc phải nhẫn. Đa phần khi phải nhẫn nại, chịu đựng một việc gì, chúng ta sẽ cảm thấy thật thống khổ, phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong mình, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Nhưng thành công thường chỉ xuất hiện trong đời sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm nén những thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được. Nhất quyết đừng từ bỏ khi bạn chỉ còn cách thành công một vài bước chân. Gặp chuyện phải nhẫn, làm việc phải lý trí, nhất định phải ghi nhớ điều này. 2. Có nhiều ham muốn phải nhẫn. Dẫu rằng con người có thất tình lục dục, nhưng cũng không thể bất chấp tất cả làm điều. Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ như vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực luôn bủa vây quanh chúng ta. Nếu không thể nhẫn nhịn được trước những cám dỗ mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại, thì cuộc đời này ta sẽ chỉ mãi miết chạy theo những vật ngoài thân mà thôi. Đến khi tóc bạc ra mùi, trầm tư ngẫm lại đoạn đời đã qua, ta mới hiểu rằng mình đã thực sự đánh mất đi những gì. Ta mới biết ta không còn đủ thời gian để theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa cho sinh mệnh, đời đời kiếp kiếp. 3. Có nhiều cái tình phải nhẫn. Con người ta có thể nói sống vì một chữ tình. Chúng ta luôn mang tình cảm trong mình, đặc biệt là với những người khác giới. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua thời gian đôi bên sẽ nảy sinh tình cảm. Tình cảm thăng hoa sẽ trở thành tình yêu, yêu lâu rồi sẽ sinh ra dục vọng. Nhưng điều này nhất định phải nhẫn, không nhẫn liệu có thể được không? Nếu không thể nhẫn được dục vọng nhất thời, thì có thể cuộc hôn nhân của bạn sẽ không còn êm ấm. Có thể bạn sẽ làm người bạn đời bị tổn thương, hoặc đặt cả mái ấm của mình và tương lai của những đứa trẻ trước bờ vực nguy hiểm. Tình cảm chỉ là thứ thoảng qua. Bạn thực sự có quá nhiều điều phải làm trên đời thay vì đắm chìm vào ái dục và những ham muốn cảm xúc ấy. Chuyện này nói ra thật dễ nhưng làm được thì không hề đơn giản chút nào. 4. Có nhiều nỗi khổ phải nhẫn. Muốn bước tới thành công thì không có bí quyết nào khác ngoài hai điều sau. Thứ nhất là phải kiên trì tới cùng, không bao giờ được từ bỏ. Thứ hai là khi nghĩ tới việc từ bỏ, xin bạn hãy xem lại bí quyết thứ nhất. Khi gặp khổ đau, nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn nại qua được bể khổ chính là vượt qua chính mình, cũng chính là dạn dày thêm, trưởng thành lên. Chịu được khổ thì mới biết trân quý hạnh phúc. Bước qua ngày mưa âm u mới thấy yêu thêm ngày chói chang nắng ấm vậy. 5. Có nhiều nỗi đau phải nhẫn. Kẻ mạnh mẽ không dễ rơi lệ, cũng không phải cõi lòng sắt đá, mà chính là người nuốt nước mắt mà chạy. Đôi mắt từng nhỏ lệ lại càng trong sáng hơn, trái tim từng nhỏ máu sẽ khiến tâm hồn thêm kiên cường. Con bướm xinh đẹp có ngày bay lượn thỏa thích chính là vì chịu nỗi đau lột xác từ cánh tằm. Lá trà có thơm, vị nước có ngọt chính là sau khi phải chịu nước sôi nóng bỏng. Chỉ một chút đau đớn mà bạn không thể nhẫn chịu được thì còn mong gì tới thành công đây. Thực sự trong đời có những nỗi đau phải nhẫn, có những sự tình phải dằn lòng, nuốt nước mắt vào trong. 6. Có nhiều lời phải nhẫn. Tục ngữ có câu: cơm có thể ăn hổ lốn, nhưng lời không thể nói bừa. Điều này rất có đạo lý, họa từ miệng mà ra cũng chính là lý do này. Có bao nhiêu người bạn chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ sưng? Có bao nhiêu cặp tình nhân chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ thù? Có bao nhiêu người chỉ vì một lời nói mà để thành công tuột khỏi tầm tay? Đôi khi chỉ cần nhẫn nhịn một lời thì biển lặng sóng êm. Ông bà ta dạy, một điều nhịn, 9 điều lành chính là vì thế. 7. Có nhiều cơn nóng giận phải nhẫn. Những người hay tức giận, tức là tấm lòng của họ chưa đủ rộng rãi để bao dung tất cả. Người không đủ bao dung sẽ không thể thành công. Muốn thành công thì phải kìm nén những cơn nóng giận,
không được tùy ý tức giận hay để người khác dễ dàng chọc giận mình. Đắm chìm trong sự tĩnh lặng là chìa khóa vàng giúp bạn mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được tĩnh khí cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất cuộc đời.